Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển đại học chính quy theo hai phương thức. 1. Xét tuyển thí sinh thi Trung học phổ thông quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Xét tuyển học sinh có điểm trung bình các môn thuộc khối xét tuyển và cả năm lớp 12 từ 6.0 trở lên. Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển cao đẳng chính quy đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.